Xin chào mọi người. Trước giờ thì Quỷ review cho mọi người rất là nhiều nơi ở khắp Việt Nam, nhưng mà lần này thì mọi người sẽ cùng với Quỷ khám phá quê hương của Quỷ nha, xem rằng ở đây có những điều gì thú vị và có những điều gì đẹp. Trong cái hành trình khám phá Bảo Lộc lần này của Quỷ thì Quỷ còn có trợ lý Kiki nữa. Và trợ lý Kiki là gì thì mình sẽ từ từ tìm hiểu nha. Sau khi mà Quỷ dùng trợ lý Kiki thì Quỷ thấy nó rất là tiện lợi cho mình luôn. Tại vì trong cái quá trình mà mình di chuyển, mình lái xe á, mình cũng đâu có thể nào mà mình tra được đâu, thì lúc đó mình sử dụng giọng nói để mà mình nói, mình ra lệnh hay mình tìm kiếm thông tin thì Quỷ thấy nó dễ dàng nè. Bạn có thể dùng giọng nói để mà bạn check map để mình tìm địa điểm rồi mình tìm đường đi, hoặc là trên những cái chuyến đi đường dài của mình, nhiều khi mình cũng cần có một cái bản nhạc để mình nghe nó chill chill một tí, nhưng mà mình ngồi mình bấm mình tìm kiếm nó sẽ hơi nguy hiểm, nên mình điều khiển bằng giọng nói để mình nhờ trợ lý Kiki mở giùm, ok đúng không? Hoặc là mình có thể cập nhật những cái tin tức mới nhất bằng cách mình hỏi Kiki rằng là Kiki ơi, hôm nay giá vàng nhiêu để mua trữ được vài miếng nó cũng ngon đúng không? Ví dụ vậy đó. Chỉ đường đến tu viện Bát Nhã. Đang chỉ đường đến tu viện Bát Nhã. Mô Phật. Xin cảm ơn thí chủ. Rồi, hay quá. Rồi bây giờ trong lúc chờ nhờ kêu trợ lý Kiki cho miếng nhạc coi. Mở bài Lạc Trôi của Sơn Tùng. Đang mở bài hát Lạc Trôi của Đôi Bên của Sơn Tùng MTV. Kiki ơi, mở Waiting For You của Bono đi. Đang mở bài hát Waiting For You trên Bên của Bono. Chuẩn. Rồi bây giờ anh nói nè, bây giờ nhân tiện mình về Bảo Lộc, bây giờ anh đố kiến thức Bảo Lộc xem hai đứa biết không nha. Bây giờ mình sẽ nhờ Kiki làm cái gì? Làm cho trọng tài nha. Bây giờ đố nè, tỉnh Lâm Đồng có mấy thành phố? Thành mấy thành phố anh? Em nghĩ là hai. Nghĩ là cái gì, phải nói chính xác nè. Rồi chính xác là mấy nè? Đương nhiên là có hai thành phố rồi. Hai thành phố thử nha, hỏi Kiki thử nha. Tỉnh Lâm Đồng có mấy thành phố? Theo Wikipedia, Lâm Đồng có hai thành phố thuộc tỉnh và 10 huyện, 147 đơn vị hành chính. Rồi, đúng, Kiki nói rồi, Lâm Đồng có hai thành phố, vậy là xong. Còn nhất câu thứ hai nè, câu này khó hơn nè. Bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng là của ai? Trời. Ai sáng tác? Dân miền Tây là biết bài này nha. Em không dân miền Tây thôi. Dân miền Tây nè. Sao em nỡ chồng hát sao ta? Lời ru buồn nghe manh man sâu lũy che lại. Đó. Vô, bài này của ai? Ai sáng tác? Người sáng tác hả? Đúng, người sáng tác là ai? Dân phải biết bài này. Bài này nói tới một cái loài là loài lá mà lá không có thực. Trong này có câu hỏi là lá diêu bông. Đi tìm lá diêu bông. Diêu bông là một cái loài lá hoàn toàn không có thực. Gợi ý nào nó không chứ thường... Tên của tác giả này có hai chữ. À, Tố Hữu. Lúc Tên Mô Tố Hữu ơi. Bây giờ nè, tên của tác giả này có chữ đầu là chữ Trần. Trần. Đúng rồi. Trần Đăng Khoa, ấy không hai chữ. Mỗi hai chữ thôi, chữ Trần. Trần Lập anh. Không phải Trần Lập, Trần Lập là nhạc rock anh hai ơi. Nhạc rock. Trần. Trần. Chữ đó. Trần. Trần Tiến. Đúng. Đúng. Đây, đây, đây. Bây giờ mình sẽ nghe bài Lá Diêu Bông nha, bài Sao Nó Mà Lấy Chồng nha, thử nha. Rồi Kiki nè. Bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng. Đang mở bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng live version. Bài hát Tuấn Hà Anh Tuấn hát trời quá đỉnh luôn. Lời rồi xu nghe mênh mang sâu lý che đây. Thì Quỷ cũng chia sẻ một vài điểm đến mới lạ ở quê Quỷ nha. Chỗ này là thác nước cây cau,
Nó nằm ở Lộc Nga và gần cái cầu Minh Rồng nè. Lúc mà quỷ đi thì mới bị mưa xong nên không có khám phá được nhiều, chỉ có được chút xíu cảnh đây thôi. Còn đây là đập nước Tam Hợp nha. Tại do nó gần thác Tam Hợp của chùa Di Đà nên quỷ đặt cái tên vậy đó. Quỷ cũng vô tình biết sau mà một lần đi lạc thôi. Trời ơi, cái thác nước nhìn nó cũng rất là cưng và rất là dễ thương. Lộn ngược xuống đèo Bảo Lộc là có đồi Vô Ưu nha. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng chừng 10 km thôi. Nhưng mà ở đây buổi sáng ngắm mây nó cuồn cuộn, kết hợp với lại ánh bình minh thì phải nói là tuyệt đỉnh luôn. Chỗ này nhiều người còn gọi là đồi Bác Úp nè. Nhưng mà đỉnh nhất thì vẫn là tu viện Bác Nhã nha. Cái đợt mà hoa điệp vàng rụng vào gần Tết á, nó sẽ vàng rực nguyên một cái con đường từ cổng chùa lên tới chánh điện luôn. Bạn sẽ như lạc vào trong một cái thế giới cực kỳ là thần tiên. Năm nào cũng vậy hết trơn á, quỷ đều phải vào chùa để mà ngắm cái cảnh này. Nói tới đây thì vừa hay quỷ và đồng bọn cũng đã tới tu viện Bát Nhã rồi nè, cùng với một sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của trợ lý Kiki luôn nha. Bạn nào mà muốn đi du lịch với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo mà xịn sò như quỷ thì nhớ lên CH Play để tải app Kiki nha. Đây, mọi người thấy không, mình có thể thiết lập trước cái loại bản đồ nào mình hay quen sử dụng ha. Như mọi người thích dùng bản đồ nào, ví như Google Map nè hay là Việt Map nè. Rồi, mình sẽ coi tiếp, mình cũng có thể setup một số những ứng dụng khác, giống như là ứng dụng truyền hình mặc định mình hay xem là những cái ứng dụng nào nè, để mình chọn được ứng dụng yêu thích, hoặc là những cái ứng dụng video mà mình hay quen dùng là cái gì, thì lúc đó là Kiki sẽ mở đúng cái ứng dụng mà mình mong muốn luôn. Trong trường hợp này bạn có thể cập nhật những phiên bản mới ha. Rồi, có một yếu tố rất là quan trọng luôn là mình có thể chọn giọng đọc của trợ lý Kiki. Ví dụ, giọng đọc miền Nam hoặc là giọng đọc miền Bắc. Đó, mình có thể chọn được cái yếu tố này nữa. Để khi đó Kiki sẽ nghe được đúng nhất và đưa ra được cái điều lệnh nó chuẩn xác nhất. Bảo Lộc của quỷ thì đẹp lắm. Có dịp mọi người nhớ ghé thăm nghe. Tạm biệt mọi người.